Chào mọi người, hôm nay Phú Đại Gia không ra, thôi chúng ta chấp nhận thôi. Khi nào có ra một cái, ngày nào ác cũng sẽ theo dõi, ra một cái ác sẽ lên bài, còn không thôi. Chứ mọi người cũng đừng hỏi mà ác cũng sẽ không thông báo nữa đâu. Cái kiểu này, tình hình kiểu này nó thum thủm sau đó. Thôi kệ, lúc nào có thì ác sẽ lên. Phú Đại Gia là ác sẽ cương quyết không bỏ, trừ phi là tác giả không viết nữa, vậy thôi. Chiến thành ở rễ, Dương Thanh, Toàn Thanh Tâm, chương 3126 đến chương 3130. Nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh của Dương Thanh, sắc mặt Bách Lý Chí Thủy càng thêm khó coi. Dương tiên sinh, nơi này dù sao cũng là phân bộ của Bách Lý gia tộc chúng ta tại Trung Châu. Để một ngoại nhân tại địa bàn của chúng ta đột phá, nếu như chuyện này truyền đi đối với danh tiếng của Bách Lý gia tộc chúng ta cũng không tốt. Bách Lý Chí Thủy một vẻ mặt âm trầm nói ra. Dương Thanh thì là cười lại một tiếng, giễu cợt nói: Từ lúc nào địa giới của giới thế tục trở thành địa bàn của gia tộc cổ võ hạ giới các ngươi rồi thế? Bách Lý Chí Thủy nói ra: Tòa trang viên này là chúng tôi dùng tài nguyên tu luyện đổi lấy từ trong tay Đông gia. Lại nói hiện tại nơi nào còn có giới thế tục cùng cổ võ hạ giới nữa đâu chứ? Kết giới đều đã vỡ vụn, lưỡng giới đã triệt để hợp nhất thành một thế giới mới. Dương Thành nhìn về phía Trương Kế hỏi ra: Có chuyện này sao? Trương Kế cười lạnh một tiếng, một cái mặt tức giận nhìn về phía Bách Lý Chí Thủy nói ra: Các người coi là tùy tiện lấy một chút đinh thạch giá rẻ nhất của cổ võ hạ giới, liền có thể cùng Đông gia đổi lấy một tòa trang viên lớn như thế này hay sao? Nếu như không phải là các người dùng võ đạo uy hiếp, Đông gia làm sao có thể cầm 100 miếng linh thạch hạ phẩm để đem tòa trang viên này chấp tay nhường ra cho các người được chứ? Nghe Trường Kế nói xong, sự phẫn nộ trong lòng Dương Thanh càng sâu hơn. Bây giờ tại bên trong nạp giới của anh liền đã có được hàng triệu viên linh thạch hạ phẩm, mà Bách Lý gia tộc vậy mà chỉ dùng có 100 viên linh thạch hạ phẩm liền đem tòa trang viên có giá trị không nhỏ này mua đứt. Trường Kế còn tiếp tục nói thêm: Theo tôi được biết, tại cổ võ hạ giới, cho dù là gia tộc có thân phận địa vị hèn mọn nhất đều có được mấy trăm viên linh thạch hạ phẩm. Các người cầm 100 viên linh thạch hạ phẩm này đổi lấy một tòa trang viên có giá trị không nhỏ, đây không phải là chiếm đoạt thì là cái gì chứ? Bạch Lý Chí Thủy sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới Trường Kế đối với chuyện này đã biết đến tường tận như thế. Trường phó thống lĩnh lời nói cũng không phải nói như vậy. 100 viên linh thạch hạ phẩm tại cổ võ hạ giới hoàn toàn chính xác không tính là gì, nhưng là đối với võ giả giới thế tục mà nói lại là tài nguyên tu luyện đỉnh cấp. Bách Lý Chí Thủy lạnh mặt nói ra: Chúng tôi tuyệt đối không dùng vũ lực uy hiếp Đông gia giới thế tục. Ngược lại, Đông gia bởi vì có được 100 viên linh thạch hạ phẩm, ngược lại còn phi thường cao hứng mới đưa tòa trang viên này tặng cho Bách Lý gia tộc chúng ta. Thật sao? Trương Kế cười lạnh: Thật trùng hợp chính là thê tử của ta lại là nữ nhi của gia chủ Đông gia, còn muốn ta tự mình gọi điện thoại cho nhạc phụ của ta xác nhận việc này một chút hay không? Bách Lý Chí Thủy ngẩn người, hắn vốn cho rằng dùng lý do thoái thác cùng dạng này nếu thể lấp liếm trôi qua, nhưng lại không nghĩ rằng Trường Kế vậy mà là con rể của gia chủ Đông gia. Thấy Bách Lý Chí Thủy không nói lời nào, Dương Thanh nhìn Trường Kế nói ra: Trường Kế, ông cứ việc yên tâm đột phá, tôi sẽ tự mình hộ pháp cho ông. Vâng. Trường Kế vội vàng đáp. Dứt lời, ông ta không chút do dự lấy ra viên đan dược Dương Thanh đưa cho mình kia, một hơi nuốt vào. Ngay tại nháy mắt ăn vào đan dược, một luồng khí tức võ đạo cường đại từ trong cơ thể Trường Kế lan tràn ra. Cùng trong lúc đó, một cổ thiên uy từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem toàn bộ trang viên đều bao phủ. Bách Lý Chí Thủy sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu để cho mấy cái thế gia giới cổ võ khác biết được Trương Kế là ở tại Bách Lý gia tộc thuận lợi đột phá tới thiên cảnh, nhất định sẽ gây ra chuyện. Giữa mấy gia tộc cổ võ hạ giới, vẻ bề ngoài nhìn thì như là không có bất kỳ tranh chấp gì, thế nhưng âm thầm bên trong lại không ngừng đấu đá lẫn nhau. Hiện tại là thời điểm nhạy cảm
khi kết giới bị phá vỡ. Một khi bị người hữu tâm bắt đến điểm này mà nói ra, Bách Lý gia tộc liền sẽ rất thảm. Cho dù là liên minh thú hộ bên kia cũng không thể giải thích cho rõ ràng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bách Lý Chí Thủy lại không có cách nào ngăn cản. Cảm nhận được thiên kiếp sắp ập xuống, về sau Trương Kế lúc này mới vội vàng rời khỏi biệt thự đi ra phía bên ngoài. Thiên kiếp không cho phép nhận sự bất kỳ sự ngăn trở nào, nếu không sẽ mang đến tác dụng phụ rất lớn cho người độ kiếp. Nếu nghiêm trọng thì sẽ chết tại dưới thiên kiếp, nhẹ thì trọng thương, gân mạch võ đạo bị hủy hoại, cả đời này sẽ vô duyên với thiên cảnh. Bách Lý Chí Thủy thấy không có cách nào ngăn cản Trường Kế đột phá, cũng không còn xoắn xuýt chuyện này mà là trầm giọng nói ra: Dương Tinh Sinh, hôm nay tôi đại biểu cho Bách Lý gia tộc muốn cùng ngài đàm phán một sự hợp tác, không biết ngài có cảm thấy hứng thú hay không? Dương Thành không nói gì, hít mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Chí Thủy, chờ đối phương nói rõ ràng ra. Thấy Dương Thành không trả lời mình, Bách Lý Chí Thủy có chút xấu hổ, sau đó còn nói thêm: Ngài cũng đã biết bên trong cơ thể Mã Siêu có tổ huyết cao quý nhất của Bách Lý gia tộc chúng tôi, mà Mã Siêu lại là huynh đệ tốt nhất của Dương Tinh Sinh ngài. Nếu là Bách Lý gia tộc có thể cùng Dương Tinh Sinh hợp tác, vậy liền không có gì có thể tốt hơn. Dương Thanh cười lại một tiếng: Nếu như Bách Lý gia tộc thật sự coi huynh đệ của ta là tộc nhân của mình, cũng sẽ không cầm tù mẹ đẻ cậu ấy hơn 20 năm, thậm chí còn đã từng phái cường giả đến giới thế tục có ý đồ cướp đi huyết mạch trong cơ thể huynh đệ của ta. Đừng nói nhảm dư thừa nữa, ta hôm nay tới tìm các ngươi có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Mạnh Thiên Lan của tổng đội võ giả Trung Châu phải chăng đã dẫn người tới qua nơi này rồi, đúng không? Tiếng nói vừa dứt, một cổ uy áp võ đạo cường đại từ trên người anh lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn biệt thự đều bị một cổ uy áp kinh người này bao trùm. Bách Lý Chí Thủy sắc mặt lập tức đại biến, toàn thân càng không ngừng run rẩy. Tại dưới uy áp võ đạo cường đại như thế, hai chân hắn mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối dưới chân Dương Thanh. Lúc này Bách Lý Chí Thủy bỗng nhiên có một loại ảo giác, đối mặt với mình cũng không phải là một võ giả trẻ tuổi giới thế tục, mà là một đại lão có thể sánh ngang với tông chủ Bách Lý gia tộc tại cổ võ hạ giới. Dương Tinh Sinh, người có tổng đội võ giả cũng không có tới nơi này. Chẳng qua tôi được biết Mạnh đội trưởng dẫn người tới phân bộ Tề gia tại Trung Châu, sau đó một mực không tiếp tục đi ra. Bách Lý Chí Thủy vội vàng mở miệng nói ra, không chút nào dám giấu giếm. Dương Thành cao mày nhìn dáng vẻ của Bách Lý Chí Thủy cũng không giống là đang nói dối. Chỉ có điều Tề gia đã chết mấy tên võ giả, Tề gia cũng đã biết chuyện phát sinh tại tầng cao nhất khách sạn Trung Châu, vì sao còn dám tự mình tạm giam Mạnh Thiên Lan như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn hắn liền không lo lắng anh sẽ tìm tới cửa hay sao? Chuyện thứ hai, quy tắc mới của thế giới mới đã được hội đồng trưởng lão ban hành. Từ nay về sau, võ giả của cổ võ hạ giới nhất định phải tuân theo quy tắc mà làm việc. Nếu là có người nào dám làm trái quy tắc mới, hết thảy đều dựa theo quy tắc mới mà xử trí. Dương Thanh nhìn chằm chằm Bách Lý Chí Thủy lớn tiếng nói, mặt khác sau khi Bách Lý gia tộc đem người tiến vào giới thế tục, những gì mà người của các người vi phạm làm chuyện xấu tại giới thế tục, nên bồi thường thì bồi thường, nên đền mạng thì đền mạng. Nếu để cho chúng ta điều tra ra được, vậy cũng chỉ có thể bị trừng phạt nghiêm khắc. Bao gồm cả tòa trang viên này, các người là uy hiếp đông gia dâng cho các người như thế nào, liền làm sao để trả lại, phải giải quyết trong vòng 3 ngày. Nếu để cho ta biết các người không làm theo lời ta nói, ta sẽ lần nữa tìm đến cửa. Bách Lý Chí Thủy đều nhanh bị dọa xỏ nước tiểu, liên tục gật đầu nói ra, Dương Thiên Sinh, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài nói. Dương Thanh hừ lại một tiếng, lập tức sải bước rời khỏi biệt thự. Mãi cho đến khi Dương Thanh rời đi, Bách Lý Chí Thủy mới dám ngẩng đầu lên. Cả người hắn đều giống như quả bóng xì hơi, co quắp ngồi bệt trên mặt đất, mặt mũi đều lấm tấm mồ hôi to như hạt đậu. Chờ sau khi tâm tình bình phục trở lại, hắn mới vội vàng bấm một số điện thoại. Gia chủ, không ổn rồi. Cùng lúc đó, Dương Thanh đi ra bên ngoài biệt thự,
Trường Kế đang ở tại trung tâm thiên kiếp, liên tục có 9 đạo thiên kiếp rơi vào trên thân Trường Kế. Trường Kế vượt qua từng cái một. Sau khi thiên kiếp tiêu tán, một cổ khí tức cường giả thiên cảnh nồng đậm từ trên thân Trường Kế lan tràn ra.